Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, xúc tiến thương mại với hoạt động của doanh nghiệp chuyên ngành luôn được Việt Nam chú trọng trong lĩnh vực phát triển du lịch. Lĩnh hội tinh thần này, ngành du lịch Việt Nam và các đơn vị trong ngành đẩy mạnh kết nối hợp tác với ngành du lịch Thái Lan. Nhiều năm qua, mối quan hệ hợp tác quảng bá du lịch ngày càng mở rộng với Tổng cục Du lịch Thái Lan. Đây là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, trong đó có Việt Trang Tour, đơn vị đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa mang tính kết nối cao trong 3 tháng cao điểm và từ tháng 4, các chương trình trải nghiệm tới Thái Lan của Việt Tran Tour được xây dựng với nhiều điểm mới. Điển hình là thủ đô Bangkok, nơi được bình chọn là một trong 25 điểm đến hấp dẫn và có nhiều điểm tương đồng với nét sinh hoạt của người dân Việt Nam. Các bãi biển đẹp ở Pattaya, Phuket và các điểm đến mang dấu ấn văn hóa lâu đời. Thông qua các chương trình trên, Việt Trang Tour có thêm cơ hội kết nối, phối hợp với Tổng cục Du lịch Thái Lan, từ đó thúc đẩy các hoạt động xúc tiến du lịch, hướng tới mục tiêu tăng cường sự hấp dẫn hai chiều trong hoạt động du lịch giữa Việt Nam-Thái Lan. Và...